chào tất cả các bạn. Theo chúng tôi thấy rằng khá nhiều bạn đã thất bại khi đi xin visa du học Mỹ, dù cầm chắc đến 90% thành công. Vậy bạn phải làm sao để tránh rơi vào tình cảnh trên? Dưới đây là gợi ý của công ty Tân Đại Dương, công ty tư vấn du học hàng đầu Việt Nam. Trước hết, sinh viên cần đọc kỹ chỉ dẫn của phòng lãnh sự, mang hồ sơ với đầy đủ giấy tờ cần thiết. Nhân viên phòng lãnh sự sẽ yêu cầu bạn trình bày giấy tờ gốc, chứng tỏ bạn đã được nhận vào học tại một trường nào đó. Bạn có đủ khả năng về tài chính để không phải dựa vào hệ thống phúc lợi xã hội của Hoa Kỳ. Và điều quan trọng nhất, bạn phải chứng minh mình không có ý định ở lại Hoa Kỳ sau khi học xong. Những câu hỏi nào thường gặp khi đi phỏng vấn? Nhiều người lo lắng, không biết sẽ được hỏi về vấn đề gì nên trả lời ra sao vì hai lý do. Thứ nhất, trình độ tiếng Anh chưa tốt, nhất là trong lúc phỏng vấn, tâm lý hồi hộp sẽ làm cho bạn không hiểu đúng câu hỏi. Thứ hai, phân vân không biết nội dung câu trả lời như thế nào mới là tốt nhất. Vậy, bạn cần phải hiểu rõ động cơ, mục đích học tập cũng như nội dung chương trình học. Đối với sinh viên cao học và nghiên cứu sinh, bạn cần nắm vững đề tài và kế hoạch nghiên cứu cụ thể, khả năng ứng dụng những kết quả nghiên cứu trong tương lai ở Việt Nam. Sau đây là những câu hỏi nhân viên phòng lãnh sự có thể hỏi bạn. Bạn sẽ học ở đâu? Chuyên ngành gì? Sau khi học xong, bạn sẽ làm gì với những kiến thức và kinh nghiệm bạn có được? Và còn nhiều câu hỏi phát sinh trong quá trình phỏng vấn liên quan đến những thông tin bạn đưa ra trong câu trả lời của mình, cũng như thái độ của bạn và ấn tượng bạn tạo ra cho nhân viên phòng lãnh sự. Bạn nên phân tích những câu hỏi này để tìm ra những câu trả lời thích hợp nhất, đáp ứng những yêu cầu mà nhân viên phòng lãnh sự đưa ra. Điều quan trọng là bạn phải tạo được ấn tượng tốt về mình trong suốt quá trình phỏng vấn, bởi vì nhân viên phòng lãnh sự có quyền từ chối cấp thị thực cho bạn vì lý do cá nhân. Nói cách khác, việc bạn không tạo được ấn tượng tốt về bản thân mình. Vậy làm thế nào để gây được ấn tượng tốt nhất? Hãy bình tĩnh, tự tin, ăn mặc gọn gàng, chỉnh tề khi trả lời câu hỏi, nên nhìn thẳng vào mắt người phỏng vấn và luôn mỉm cười. Câu trả lời phải ngắn gọn, thành thật và đi đúng hướng, tránh không trả lời lan man các bạn nhé. Vậy thì còn những lý do nào dẫn đến việc từ chối không cấp thị thực nhập cảnh? Có hai lý do chính để bạn không được chấp nhận thị thực nhập cảnh. Nếu nhân viên phòng lãnh sự cho rằng bạn không đủ khả năng tài chính, bạn có thể không được cấp thị thực nhập cảnh. Vì vậy, bạn phải chứng minh được bạn có đủ khả năng trả tiền học phí, chi phí ăn ở, đi lại, sách vở và bảo hiểm y tế. Thông thường thì bạn nên mang theo chứng nhận của ngân hàng hoặc giấy tờ của nhà trường hay tổ chức cấp học bổng cho bạn. Luật pháp Hoa Kỳ cho phép nhân viên phòng lãnh sự không cấp thị thực nhập cảnh cho bất kỳ ai mà họ cho là có ý định định cư lâu dài ở Mỹ. Vậy thì hãy chứng minh rằng bạn không có ý định đó sau khi học xong bằng cách thuyết phục nhân viên phòng lãnh sự tin rằng bạn sẽ trở lại Việt Nam. Cách thuyết phục tốt nhất là bạn trình văn bản chứng minh rằng sau khi học xong hoặc cơ quan bạn đang làm việc hoặc một tổ chức nào đó sẽ tiếp nhận bạn. Cách thứ hai là bạn cho nhân viên phòng lãnh sự thấy được rằng bạn có mối ràng buộc chặt chẽ với gia đình ở Việt Nam. Ví dụ như, mọi thành viên trong gia đình bạn đang ở Việt Nam, bạn là con trưởng hoặc con một, là người có trách nhiệm chăm sóc cha mẹ khi già yếu, thậm chí tình trạng sức khỏe không tốt của cha hoặc mẹ bạn nếu có. Đó là những lý do khiến nhân viên phòng lãnh sự tin rằng bạn sẽ trở về. Một lý do nữa có thể đưa ra là bạn có sự ràng buộc chặt chẽ về tài chính, bạn sở hữu tài sản lớn hoặc đầu tư vào một công ty nào đó mà tài sản này nằm ngoài tài sản chứng minh bạn đủ khả năng tài chính chi trả cho khóa học của mình. Lý do cuối cùng, bạn nên thuyết phục nhân viên phòng lãnh sự rằng phong cách của bạn là đi đến nơi, về đến chốn. Có nghĩa là bạn đi nước ngoài rất là nhiều lần nhưng đều trở về nước. Bạn nên mang theo hộ chiếu có dấu xuất nhập cảnh. Bạn đi càng nhiều nơi càng khẳng định rõ phong cách của bạn. Để tìm hiểu thêm về chi tiết cũng như sự giúp đỡ trong việc xin visa đi Mỹ, các bạn hãy nhanh chân đến liên hệ với chúng tôi, công ty tư vấn du học Tân Đại Dương hoặc www.tandaiduong.edu.vn các bạn nhé.